Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Chào đón tháng 3, cái tháng mà ở cả ba bản sẽ xuất hiện thêm ES mới. Với bản tiếng Trung thì vừa có cái công bố đó là YQ RAM rồi này. Với bản tiếng Anh sẽ là Mega Mewtwo X, còn vợ bản tiếng Việt cả ba bản thì sẽ là Mega TNC. Song song với việc review series S cộng mới Shiny Mega Gengar và sắp tới sẽ là Shiny Mega Tyranitar, mình sẽ làm thêm một cái series về team. Lần này đó là team Tiết Đất Đá và series S Mega TNC. Có thể nói sự xuất hiện của Mega TNC nó sẽ kèm theo đó là cái thời kỳ của team Tiết Đất Đá này. Mình có thể coi nó là hạt nhân của team Tiết Đất Đá cũng được này. Dần dần về sau Mega TNC sẽ đi cùng với cả một số Pokemon sắc đẹp và chủ yếu là đi từ Tiết Đất Đá sẽ chuyển dần thành sắc đẹp. Với sự xuất hiện thêm của Zacian nữa thì cái team tiên sắc đẹp nó sẽ rất là bá trong cái thời gian tới. Thiếu Mega TNC thì cái team Tiết Đá hay là team sắc đẹp nó cũng sẽ mất đi một cái sự hỗ trợ cực kỳ là lớn này. Và sau Mega TNC thì sẽ là sự xuất hiện của S cộng Shiny Mega Tyranitar, có thể coi nó như là hạt nhân của cái team đá đất đi. Không đi cùng với Mega TNC thì mình không đánh giá nó quá cao, nhưng mà khi kết hợp với Mega TNC rồi thì nó sẽ là một bộ đôi cực kỳ là mạnh với cực kỳ là hot luôn. Và bộ đôi này nó cũng sẽ gắn liền đến tận thời kỳ của team sắc đẹp luôn này. Mega TNC, hạt nhân của team sắc đẹp, team Tiên Đất Đá, thế nên là mình cũng sẽ giới thiệu đầu tiên để các bạn có thể thấy được cái khả năng hỗ trợ của nó tốt như thế nào. Nhưng mà cũng không hẳn mỗi team đất đá đâu, còn nhiều cái team khác nó cũng có thể là cần Mega TNC để có thể thêm được cái khả năng phòng ngự đến từ tường của nó, hay là những cái khống chế, hay là một số cái hiệu ứng khác. Vậy nên là với Mega TNC này, đây là một Pokemon rất là đa dạng để có thể đi cùng với cả nhiều team. Tuy nhiên là tốt nhất vẫn là team Tiết Đất Đá và về sau đó là sắc đẹp. Nhưng mà trước khi giới thiệu về Mega TNC thì hôm trước thì mình vừa làm một cái clip tán gẫu để nói về việc đó là hiện tại các bản đang ra S cộng mới 5 tuần một S cộng, còn với bản tiếng Việt bây giờ thì 4 tuần một S cộng, nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến việc đó là S tiếp theo Mega Mewtwo xuất hiện. Nếu mà 4 tuần một S cộng thì Mega Mewtwo nó sẽ xuất hiện tầm sau con ngựa Kendall, và lúc đó là gần sát đến Zacian rồi, mà Zacian ra là coi như là một con giúp cho team Tiết Đá mạnh mẽ hơn. Và lúc đó cái thời kỳ kiểu dạng như bạn ra toàn những Pokemon hệ dạng đấu như là ra Magenta này, xong rồi là Shiny Mega Garde, xong rồi là cả thêm Kendall S cộng, nhưng mà chưa thấy ra Mega Mewtwo X, bởi vì ra 4 tuần một S cộng nó sẽ rất là nhanh. Còn trong khi nếu mà vẫn cứ để 6 tháng ra một ES thì Mega Mewtwo nó sẽ xuất hiện sau những con đó. Lúc đó thì không thể có đó là cái team giác đấu được rồi. Và team tiên của Zacian ra nó lại còn mạnh hơn cả team giác đấu nữa. Thế nên là mình cũng chỉ nói ý kiến như vậy thôi. Nếu mà đi theo những cái meta lâu dài và để cho S nó ra đúng với cái thời kỳ đó thì nó cũng sẽ tạo ra được một cái thời kỳ của team giác đấu. Bởi vì sau Mega Mewtwo xuất hiện là nhiều Pokemon ra mắt nó cũng đã chống chịu được cái tuần tuyệt kỹ của Mega Mewtwo X rồi. Mà ra sau hẳn đến như vậy nữa thì nó lúc đấy nó cũng sẽ không có được cái tác dụng nhiều nữa rồi. Và mình sẽ đọc từng cái hỗ trợ của Mega TNC ở bản tiếng Việt, rồi sẽ giới thiệu nó ở trong cái những cái hình ảnh khi mà nó ở trong trận đấu để các bạn có thể dễ hiểu hơn. Và đây, với skill 2, viên đá quý trên đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, chữa lành vết thương cho bản thân thiện. Đòn tấn công cao nhất và quái vật ngẫu nhiên khác đá trở thành Pokemon khôi phục 100% đòn tấn công đặc biệt. Tức nghĩa đoạn này nó sẽ hồi máu dành cho chính bản thân nó này, hồi máu dành cho đồng đội mà có cái sức tấn công cao nhất, và đồng thời là ngẫu nhiên một hệ đá của bên bạn, và nó sẽ hồi phục dựa theo 100% công đặc biệt. Các bạn sẽ thấy đó là hồi máu dành cho chính bản thân nó này, xong rồi nó còn kèm theo hồi vừa rồi dành cho cả Gigadé lẫn cả của con Tyranitar luôn. Ngoài việc hồi máu như vậy, nó sẽ còn tạo ra một cái khiên kim cương nhỏ. Như các bạn thấy đây, đó là ba Pokemon đang có cái tròn tròn hồng hồng ấy, thì cái khiên kim cương nhỏ này nó sẽ được tạo ra nữa khi các bạn sử dụng cái sáo của Mega TNC sau khi được chỉnh sửa lại, thì cái sáo đó nó cũng sẽ có khả năng đó là tạo ra được hai cái khiên kim cương nhỏ này trong một trận đấu. Tác dụng của khiên kim cương nhỏ này nó rất là xịn luôn. Đó là khi mà bị tấn công thì ngay lập tức cái khiên kim cương nhỏ này nó sẽ xông ra và nó sẽ chặn được đòn tấn công đó, coi như bạn không mất một giọt máu nào, và sau đó thì nó sẽ chuyển hóa thành cái khiên bình thường dựa theo 100% cái công đặc biệt. Và cái khiên này bị phá thì 30% cái sát thương, 30% cái lượng khiên này nó sẽ phản lại địch. Thì cái khiên kim cương này của Mega TNC
Sau khi lên Mega như vậy thì nó quá là xịn luôn. Nó sẽ giúp cho team bạn có thể chống lại được một đòn tấn công của địch và kèm theo nữa lại còn phản đam. Và đây như các bạn sẽ thấy, đó là địch khi tấn công vào Zygarde sẽ mất đi đó là không máu. Cái khiên kim cương nó đã chặn ngay một cái lần đầu tiên và sau đó nó tự tạo ra thành một cái khiên bình thường. Và Zygarde các bạn để ý thấy là nó có cái dấu hiệu mờ mờ ở sau cái lượng nộ ấy, thì một cái khiên nhỏ đã được tạo ra. Nhưng mà ra skill 2 ấy, của Mega TNC nó sẽ khác với cả những Pokemon kiểu dạng như là mất 2 lượt bạn có thể ra được skill 2, nhưng mà với Mega TNC phải đến tận 4 lượt thì nó mới có thể là hồi lại cái skill 2 này để ra thêm một lần nữa. Cái khiên kim cương nhỏ đây, bản Việt sẽ dịch đó là tiểu thạch, nhận lần tấn đầu tiên chủ động tấn công nhảy ra khỏi viên kim cương nhỏ để chống lại đòn tấn công, sau đó biến thành một tấm khiên với 100% công đặc biệt. Sau khi tấm khiên bị phá vỡ, 30% tấm khiên sẽ phản xạ lại địch và gây ra thiệt hại thần thánh. Thời gian hồi chiêu kỹ năng này là tận 4 hiệp. Và nếu bạn đang ở trong trạng thái kiếm vũ, cầm kiếm thì nó sẽ giảm đi một lượt và mất 3 lượt thôi. Và ngoài cái việc đó là khiên kim cương nhỏ này nó chặn được một đòn tấn công của địch xong rồi tạo ra khiên bình thường, nó sẽ còn có cái tác dụng nữa, đó là đồng đội nào mà đang có cái khiên kim cương nhỏ này của Mega TNC sẽ được tăng thêm 15% song công và nhận được một nửa cái hiệu quả của trạng thái rực rỡ của Mega TNC. Cái này mình sẽ giới thiệu tiếp này. Và nếu mà bạn đang là hệ tiên, đang có cái khiên kim cương nhỏ này thì sẽ được tăng thêm 30% tỷ lệ hồi máu. Còn nếu bạn mà là hệ đá thì sẽ được tăng thêm 30% giảm thương. Một cái hỗ trợ dành cho hệ đá bên bạn sẽ cực kỳ là xịn này. Hệ đá lúc này chắc là có mỗi chính nó với cả Shiny Mega Tyranitar. Và các bạn để ý đây, đó là khi ra skill 2 thì ngoài việc tạo ra khiên kim cương nhỏ, người nó cũng sẽ phát sáng như thế này, gọi là trạng thái rực rỡ đi, giống như bản tiếng Việt. Và kèm theo Zygarde hay là con Tyranitar cũng có kèm theo cái rực rỡ đó. Tuy nhiên là cái hiệu quả của cái rực rỡ này nó chỉ bằng một nửa so với cả Mega TNC thôi. Và cái trạng thái rực rỡ này nó sẽ tăng cường thêm cho Mega TNC 100% kháng hiệu ứng bất lợi này. Và 100% cái tỷ lệ mà kháng những cái hiệu ứng đặc biệt ấy. Cái này thì mình cũng không dịch rõ cho lắm. Và khi mà nhận sát thương thì 40% cái sát thương đã nhận ấy, thì nó sẽ chuyển hóa thành đó là hai cái tia sáng để phản lại ngẫu nhiên lên hai địch. Và khi cái hiệu ứng rực rỡ này của Mega TNC kết thúc thì sẽ được hồi lại 20% máu. Thì đương nhiên những Pokemon đang có cái hiệu ứng rực rỡ kia của Mega TNC nó cũng sẽ nhận được một nửa cái hiệu quả đó. Đó là sau khi mà địch tấn công vào của Mega TNC nó cũng sẽ có kèm theo một cái số lượng phản đam lên ngẫu nhiên địch này. Thì vừa rồi có cái con ở hàng trước, con này này, nó bị phản đam lại này. Đến phần nội tại của nó, người bảo vệ bức tường sao mục nhập đầu tiên triệu hồi bức tường sao kim cương, giá trị HP của bức tường sao là 400% tổng số đòn tấn công kép của TNC. Với mỗi đồng đội quái vật hệ đá đất bổ sung thì giá trị của bức tường sao tăng thêm 50%. Và Pokemon đất tạo thành một lá chắn kim cương nhỏ trong vòng 3 lượt. Tức nghĩa là lượt đầu tiên khi bắt đầu xuất hiện thì nó sẽ tạo ra được một cái tường kim cương. Và cái tường này nó sẽ dựa theo 400% cái song công của Mega TNC. Lên Mega TNC rồi ấy, thì cái song công của nó cực kỳ cao, 160. Và cái tường này lúc đầu là 400% cái song công của nó thì gọi là quá là bự luôn. Nó sẽ khác hẳn, gọi là quá khác biệt luôn với lúc mà chưa lên Mega luôn ấy. Và cái tường này lúc đầu thôi nhá, chứ còn là những lần sau khi Mega TNC ra đòn tuyệt kỹ nó tạo ra cái tường thì nó không được đâu. Thì cái tường này lúc đầu ngoài cái việc đó 400% song công thì với mỗi đồng đội hệ đất, hệ đá hoặc là hệ tiên, trong này bị thiếu mất hệ tiên này, đồng đội quái vật chính là tiên ấy, thì sẽ tăng thêm 50% cái lượng máu dành cho cái tường đó. Bạn đang có 5 con thì cái lượng tường của bạn nó cũng sẽ mạnh hơn cực kỳ là nhiều. Và sau khi mà cái tường bị phá lần đầu tiên thì cái tường nó sẽ tạo ra một cái khiên kim cương nhỏ dành cho toàn bộ những Pokemon hệ đất, đá với cả hệ tiên của bạn trong vòng 3 lượt lần đầu tiên bị phá thôi. Thì đấy chính là cái hiệu quả của Mega TNC khi lên cái tường của nó được nâng cấp hơn. Một hiệu quả tiếp theo, Diamond Star Wall, tức nghĩa là cái tường kim cương sao đấy. Trong thời gian tồn tại của tường thì khả năng giảm sát thương của tất cả những Pokemon trong đó tăng thêm 30%. Tức nghĩa là đang có tường này thì toàn bộ đồng đội bên bạn sẽ được tăng thêm 30% giảm thương. Tạ trâu rồi còn trâu hơn. Hiệu ứng tiêu cực mà đồng đội nhận được sẽ giảm đi.
tất cả sẽ trở lại bộ giải phóng. Mình sẽ lấy ví dụ sau nhé. Còn 40% lượng hồi máu thừa của quái vật, tức nghĩa Pokemon hệ tiên, hệ đá và hệ đất bên bạn sẽ được thành kiểu dạng như là chữa lành dành cho tường. Ví dụ như là bạn đang có một số Pokemon đi. Ở đây mình sẽ chuyển sang bản tiếng Anh để có thể giới thiệu dễ hơn. Các bạn để ý nhá, nhưng địch thì không có hiệu bất lợi gì đâu. Nhưng mà đánh cái hiệu bất lợi này vào bên mình thì ngay tức là cái tường này nó cũng sẽ phản lại cho bạn bên đội địch. Đó là cái hiệu bất lợi luôn. Thế nên là khi bạn đã có tường của Mega TNC thì ngay lập tức những cái hiệu bất lợi địch đánh vào thì coi như sẽ bị phản lại luôn. Và bên bạn cũng sẽ rất an toàn với cả những cái hiệu ứng bất lợi đó. Và kèm theo nữa là khi các bạn hồi máu của hệ tiên, đất, đá này thì 40% lượng máu hồi thừa ra, ví dụ như bạn đang đầy máu rồi, bạn hồi 2 triệu đi, thì 40% số đó của 2 triệu là 800.000 sẽ được bổ sung thêm vào cái tường như thế này. Nó sẽ giúp cho cái tường của Mega TNC thêm vững chắc hơn. Đấy chính là cái tác dụng của cái tường của Mega TNC. Bạn cho nhiều Pokemon tiến đất đá vào này, xong bạn hồi máu của những Pokemon đó thì cái tường này nó cũng sẽ càng vững chắc. Tiếp theo, Fiery Rock. Khi có bất kỳ hai đồng đội của quỷ đá đất trên sân cùng một lúc, một tảng đá điên thần tiên lơ lửng trên không trung, và khi tảng đá thần tiên này tồn tại thì toàn bộ hành động chính của bên bạn sẽ phục hồi 5% HP tối đa nhân đôi quỷ đá đất. Và khi mà có cái đá tiên này thì Mega TNC sẽ chia sẻ 50% song công của nó dành cho toàn bộ đồng đội hệ quái vật hệ đất đá đất của bên bạn này, đồng đội hệ tiên đất đá. Vậy nên là với việc bạn đang có Mega TNC rồi, bạn buộc phải có thêm một hệ đá, một hệ đất, hoặc là nói chung là hai trong ba hệ đó thì Mega TNC nó mới có thể là chia sẻ song công của nó dành cho toàn bộ Pokemon của bạn được. Mình sẽ lấy ví dụ. Ở đây mình lấy ví dụ đây, bạn đang có hai Pokemon hệ tiên nhưng mà nó cũng sẽ không kích hoạt được cái đá tiên, bởi vì là nó phải cần thêm hai hoặc trong ba hệ đó thì mới được. Vậy nên với về sau, kiểu dạng như là bạn đã đi với team sắc đẹp rồi, toàn Pokemon hệ tiên ấy, thì vẫn phải kèm thêm đó là Shiny Mega Tyranitar, bởi vì nó là hệ đá, cho vào thêm thì nó mới có thể là giúp cho Mega TNC chia sẻ song công của nó, 50% song công dành cho hệ tiên đất đá bên bạn này. Bây giờ mình sẽ đổi một Pokemon sang hệ đất hoặc hệ đá. Và các bạn để ý thế đây, bây giờ đã chính thức có thêm cái đá tiên ở trên đầu. Và đá tiên đấy theo kiểu mà trên đầu của Gigadé đang có ấy. Và các bạn để ý đó là Gigadé với cả Floget đang có thêm đó là hai cái hình song công, bởi vì Mega TNC bây giờ nó đã chia sẻ cái song công dành cho những đồng đội bên bạn rồi. Mình lấy ví dụ nhé, bây giờ thử tưởng tượng như là Floget nó sẽ tấn công với lượng sát thương gây ra là bao nhiêu. Ở đây mình sẽ dùng skill 2 của Floget để tấn công vào con Chameleon này, 792.000. Nhưng bây giờ không được chia sẻ song công từ Mega TNC thì Floget nó sẽ tấn công với sát thương gây ra là bao nhiêu. Ngay cả bạo kích mới chỉ có 442.000 thôi. Vậy nên các bạn đã thấy được cái tầm quan trọng rất là nhiều với việc đó là phải tạo ra đá tiên. Thì Mega TNC nó có thể giúp hỗ trợ dành cho những Pokemon của bạn gây ra lượng sát thương cực kỳ là ghê. Về sau với team rất đẹp của Zacian với cả một số Pokemon như là Magena này, Shiny Mega Gardevoir tạo ra được đá tiên như vậy, cái sát thương gây ra nó sẽ khủng khiếp hơn rất là nhiều. Như Floget thôi, đánh thường 792, bây giờ không có thêm chia sẻ 50% song công của Mega TNC, đánh bạo kích mới có 444 thôi. Và bây giờ mình chỉ cho thêm một Pokemon hệ đá nữa là có đá tiên này rồi này. Và đá tiên này thì nó sẽ giúp cho khi đồng đội bên bạn mà hành động sẽ hồi lại 5% máu. Nếu mà là hệ đất đá và tiên hành động thì sẽ hồi gấp đôi, đó là 10%. Nó rất là phù hợp để dạng như là bạn có thể giúp cho cái tường Mega TNC lúc nào cũng sẽ được hồi lại một lượng máu. Đây Mega TNC đánh skill 1 thôi, cũng đã hồi máu rồi này. Vậy nên là tầm quan trọng rất là nhiều khi các bạn kết hợp team với cả Mega TNC, ngay cả con này. Đánh vào phát nó cũng đã được hồi máu, một lượng máu rất là nhiều. Và cả Floget nữa, đánh skill 1. Bây giờ đánh skill 1 đánh mất 800.000, bạo kích đấy. Chia sẻ 50% song công của Mega TNC, các bạn nuôi Mega TNC càng mạnh thì đồng đội bên bạn cũng hệ tiên đất đá cũng sẽ được tăng cường thêm sức mạnh rất là nhiều. Và một cái hiệu quả nữa là
Pokemon của chính họ nhận 100% sức tấn công đặc biệt từ Mega kia TNC ghi gây sát thương thành công. Sát thương miễn nhiễm với sát thương này tối đa 5 lần kích hoạt mỗi đội. Và cái đá tiên này nó sẽ được tồn tại trong vòng 2 lượt và thời gian hồi để có thể xuất hiện trở lại đó là 2 lượt này. Tức nghĩa là đoạn này ấy, mình phải chuyển qua bản tiếng Anh. Tức nghĩa là khi Pokemon hệ tiên bên bạn mà nhận một cái lượng sát thương mà vượt quá 100% cái công đặc biệt của Mega TNC thì ngay lập tức cái sát thương đó sẽ được miễn nhiễm và cái hiệu quả này nó sẽ được kích hoạt đó là 5 lần trong một lượt. Đây chính là cái tác dụng đến từ cái đá tiên mà bạn nên có. Cái này quá là xịn luôn, bởi vì Mega TNC ấy, là hệ tiên này thì địch đánh vào một lượng sát thương quá mạnh thì cũng đã có đó là cái đá tiên này nó đã hỗ trợ đó là chặn được đòn tấn công này rồi này. 5 lần trong một lượt cơ mà. Và cái đá tiên này nó sẽ được tồn tại trong vòng 2 lượt. Vậy là 2 lượt bạn sẽ được an toàn rất là nhiều đến từ những cái sát thương bên địch. Nhưng mà một cái quan trọng hơn đó là khi đá tiên này mất đi thì nó sẽ hóa giải toàn bộ những hiệu ứng khống chế loại có thể hóa giải được cho dành cho Mega TNC. Và đồng thời Mega TNC nó cũng sẽ ra một đòn ulti miễn phí. Nó quá là xịn. Với bản tiếng Việt dịch thời lịch là đồng thời giải phóng niết bàn không tiêu hao. Tức nghĩa là bạn sẽ ra đòn tuyệt kỹ mà miễn phí, không cần tốn nộ. Vậy nên là cái tác dụng của đá tiên, cái tác dụng của bạn mà phải chơi vừa gọi là đủ 2 trong 3 hệ tiên đất đá thì Mega TNC mới có thể kích hoạt được cái hiệu ứng thụ động này tốt nhất. Đạt 8 sao mở khóa, nên Mega TNC là 11 sao rồi này. Bức tường 3 ngôi sao khi bị trọng thương nếu mà vẫn còn đồng đội trên sân. Tức nghĩa là nếu mà Mega TNC bị nhận một sát thương chí tử mà bạn vẫn còn những Pokemon khác ở trên sân thì Mega TNC nó sẽ không chết. Lúc này thì nó sẽ đợi đến lượt hành động kế tiếp của nó thì nó sẽ hồi sinh trở lại với đầy máu đầy nộ và nó sẽ tạo ra một cái bức tường kim cương gấp 3 lần bình thường. Và cái bức tường kim cương lúc này nó sẽ dựa theo đó là 600% cái song công của chính nó. Một bức tường cực kỳ là trâu luôn. Nếu các bạn mà chơi với Mega TNC ở thời điểm về sau, các bạn sẽ thấy 600% song công, lại còn theo gấp 3 lần cái tường nữa. Tính ra đến tận 1.800% song công cơ. Nhưng mà nếu mà cái tường này của Mega TNC mà chưa đến lượt hành động của Mega TNC mà nó đã bị phá rồi thì Mega TNC nó cũng sẽ tử trận luôn. Thì đây chính là cái hỗ trợ của Mega TNC rất là nhiều dành cho team của bạn này. Ở phần đầu tiên này thì mình chỉ giới thiệu thế thôi để các bạn có thể hiểu được đó là cái hỗ trợ của Mega TNC dành cho team đất đá nó đã quan trọng như thế nào. Hết phần 1, ok, hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp về phần 2.